Ngày 13 tháng 10, quân đội Israel kêu gọi tất cả dân thường hơn 1 triệu người của thành phố Gaza, dải Gaza, di dời về phía nam trong vòng 24 giờ, trước khi nước này đưa xe tăng truy quét nhóm chiến binh Hamas. Theo Reuters, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, máy bay chiến đấu của Israel tiếp tục tấn công dải Gaza để trả đũa cuộc tấn công cuối tuần qua của Hamas, khiến hơn 1.300 người Israel, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng. Hơn 1.500 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Israel. Quân đội Israel tuyên bố sẽ hoạt động đáng kể ở thành phố Gaza trong những ngày tới và dân thường chỉ nên quay trở lại khi có thông báo. Đặc phái viên Palestine tại Nhật Bản cáo buộc Israel tìm cách phá hủy hoàn toàn dải Gaza, trong khi Liên Hợp Quốc quan ngại việc sơ tán người dân như vậy sẽ gây ra hậu quả nhân đạo tàn khốc. Vài giờ sau cuộc gọi sơ tán của Israel, không có dấu hiệu nào cho thấy người dân sẽ rời khỏi thành phố Gaza. Trong khi đó, ngày 13 tháng 10, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Trung Đông. Theo một tuyên bố của cơ quan truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Tổng thống Erdogan đã thông báo với Thủ tướng Olaf Scholz về những nỗ lực của Ankara trong việc giảm leo thang căng thẳng, cũng như việc nước này sẵn sàng đóng vai trò trung gian để tìm giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Hamas. Về phần mình, người đứng đầu chính phủ Đức tuyên bố, Berlin ủng hộ các nỗ lực ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm leo thang cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.